Hòa cùng với bà xã của mình là nhà sản xuất Mai Bảo Ngọc cũng đang có mặt tại khu vực thảm đỏ để nói lời chúc mừng với diễn viên Trương Thế Vinh và diễn viên Trương Minh Hữu. Và kính thưa quý vị, với điều kiện thời tiết hiện tại thì chắc chắn chúng tôi sẽ cố gắng mang lại những trải nghiệm thật là tuyệt vời, những không gian thật là ấm cúng gần gũi dành cho tất cả quý vị khách mời danh dự. Và theo kế hoạch hiện tại, chúng tôi sẽ tổ chức buổi giao lưu ngay tại khu vực ngoài trời. Xin mong tất cả quý anh chị chúng ta hãy sẵn sàng tác nghiệp và bên cạnh đó hãy thật cẩn thận với những bước chân của mình. Và kính thưa quý vị, một trong những cặp đôi rất đáng yêu ngày hôm nay đó chính là anh Trường Giang và chị Nhã Phương cũng đã có mặt rồi. Và bên cạnh đó là một người em, một người bạn rất thân cũng đang sẵn sàng để nói lời chúc mừng với các đồng nghiệp của mình và đặc biệt là thành viên kỳ cựu trong gia đình Bảy Nụ. Dạ, xin mời Tiến Nhân, xin mời anh Tiến Luật, xin mời anh Trường Giang, xin mời chị Nhã Phương. Chúng ta sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để đón chào một thành viên quen thuộc của gia đình Bảy Nụ, đó chính là Trương Thế Vinh cùng với người đồng nghiệp của mình, nữ diễn viên chính Lương Bích Hữu trong bộ phim điện ảnh Án Mạng Lầu 4. Xin cảm ơn các anh chị đã đến đây để chia vui cùng với những đồng nghiệp của mình. Chào cặp đôi đáng yêu ngày hôm nay. Wow, anh chị rất là
rạng rỡ và có một bộ outfit rất là triple, double. Với cặp đôi couple chúng tôi là anh Hứa Minh Đạt cùng với chị Lâm Bích Dạ đang có mặt tại khu vực sự kiện và sẵn sàng để nói lời chúc mừng với nam diễn viên Trường Thế Vinh.
Hứa Nguyễn Văn di chuyển vào khu vực thảm đỏ để chụp ảnh lưu niệm cùng với đạo diễn và các diễn viên của bộ phim. Một lần nữa em xin kính mời anh Hứa Nguyễn Văn sẽ di chuyển vào khu vực thảm đỏ để chụp ảnh lưu niệm cùng với các diễn viên. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Quay check in, chúng tôi sẽ di chuyển vào khu vực công viên bên trong của Galaxy Nguyễn Du. Kính mời tất cả quý vị khách mời khi chúng ta đến với khu vực Metro Cổng Chào, thì xin mời anh chị sẽ dành chút thời gian để đến với khu vực check in và nhận lấy những tấm vé với tình cảm của chúng tôi, đặc biệt là đạo diễn Vũ Hữu Tuấn, để thưởng thức trọn vẹn bộ phim điện ảnh rất ly kỳ, hấp dẫn, án mạng, lộ vốn. Okay.
đây là một trong những tín hiệu đến từ vũ trụ và thiên nhiên để dành những lời chúc may mắn cho bộ phim điện ảnh Án Mạng Ngọc Bốn. Và trong tiết trời lành lặn như bây giờ đây, ước gì chúng ta có được một tô mì của bà Bác Kitchen đến từ ông chủ Hứa Mỹ Văn thì ngon biết mấy. Nói quá anh Văn. Chị Lưu Bích Hữu